Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 119. Bài này làm trong khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài toán cho H cộng phản ứng từ từ với hỗn hợp gồm HCO3 trừ và CO3 2 trừ. Để làm thành thạo loại toán này, các em cần nắm vững thấy hai nội dung. Nội dung thứ nhất là các em hiểu được bản chất có thứ tự phản ứng như sau. Đây là thứ tự phản ứng. Ở thứ tự phản ứng này, thầy chỉ cần chú ý của thầy là một điểm là HC3 trừ này. Nó lại được tổng lấy từ cái tạo ra ở phản ứng 1 và cái ban đầu có sẵn. Thứ hai là phản ứng 2 này chỉ xảy ra khi H cộng dư ở phản ứng 1 mà thôi. Nội dung thứ hai là các em sử dụng thầy thành thạo 3 kỹ năng này. Đây là 3 cái kỹ năng mà các em cần phải nắm vững. Trong kỹ năng này thì kỹ năng số 3 này chú ý hộ thầy là công thức này chỉ áp dụng khi H cộng hết mà thôi. Áp dụng hai nội dung này vào giải quyết bài toán cụ thể này thầy có như sau. Đây là sơ đồ của bài toán. Đề thi yêu cầu tính giá trị của M. Đó. M này là giá trị nào? Ở đây thầy có là M gam kết tủa. Đây. Như vậy các em phải tìm ra hai kết tủa này. Có thể có hai kết tủa, có thể chỉ có kết tủa BIS4 thôi. Chúng ta phải tính nó. Như vậy tính như thế nào? Thầy có như sau. Thứ nhất, sử dụng công thức giải nhanh thầy có tìm ngay được A. 2A là H cộng, 0,2 là CO3 2 trừ, 0,1 là số mol của CO2 đây. Các em tìm ra A bằng 0,15. A bằng 0,15 thì thầy tìm được kết tủa BAS4 là 0,15. Tiếp kết tủa BaCO3 tìm bằng cách nào? À, thầy có bảo toàn carbon. Tổng carbon ban đầu là 0,3. Trừ đi carbon trong CO2 thì ra carbon trong HCO3 trừ bằng 0,2. Từ đó thầy suy ra BaCO3 của thầy bằng 0,2 mol. Như vậy, M kết tủa của thầy tính bằng 197 nhân 0,2 cộng 233 nhân với A, tức là nhân 0,15. Ra kết quả bằng 74,35 gam. Như vậy, đề thi yêu cầu tính giá trị của A và tính giá trị của M thì đáp án ở đây là đáp án D.